vai trò của quạt thông gió trang trại chăn nuôi quan trọng như thế nào. Cùng với sự phát triển của kinh tế, ngày nay các mô hình chăn nuôi theo mô hình trang trại và chuồng trại đang ngày càng phát triển. Chăn nuôi càng phát triển thì các vấn đề ô nhiễm môi trường, trong đó có mùi hôi chuồng trại, là một vấn đề nan giải ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi. Giải pháp cho vấn đề này là lắp đặt hệ thống quạt thông gió công nghiệp để đảm bảo năng suất vật nuôi cũng như kinh tế cho chủ trang trại. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu vai trò của quạt thông gió trang trại chăn nuôi quan trọng như thế nào. Hiểu rõ được tác hại của việc mùi hôi chuồng trại đối với sự sinh trưởng của vật nuôi và nhân công, các chủ trang trại đã quan tâm và đầu tư lắp đặt hệ thống quạt thông gió trang trại. Hệ thống quạt thông gió được lắp đặt đúng tiêu chuẩn sẽ đảm bảo nguồn không khí trong chuồng trại được lưu thông và thoáng mát. Khi quạt hoạt động sẽ luân chuyển nguồn khí tươi từ bên ngoài vào bên trong chuồng trại, làm loãng đi các mùi hôi trong chuồng trại, hút một phần khí thải. Khí nóng ra bên ngoài giúp không khí trong chuồng được lưu thông đều, đảm bảo môi trường sinh sống cho vật nuôi cũng như môi trường làm việc của công nhân lao động. Để lựa chọn cho trang trại của mình một hệ thống quạt thông gió trang trại phù hợp, các chủ trang trại cần xác định được diện tích trang trại để tính toán lưu lượng gió cần thiết. Dựa trên yêu cầu về thông số kỹ thuật, Hoàng Giáp sẽ tư vấn cho chủ trại số lượng quạt cần phải trang bị cũng như công suất phù hợp. Việc lắp đặt quạt thông gió đúng và đủ về thông số như lưu lượng, công suất của quạt sẽ mang lại hiệu quả thông gió tối ưu cho chuồng trại và tiết kiệm chi phí đầu tư và chi phí năng lượng. Dưới đây là một số loại quạt thông gió công nghiệp cho trang trại hay được sử dụng. Quạt thông gió công nghiệp cánh POM. Lưu lượng gió đạt 58.000 m3 trên giờ. Quạt thông gió hiệu suất cao với cánh POM chứa sợi carbon, sợi thủy tinh, có khả năng chống ăn mòn trong điều kiện khắc nghiệt tốt hơn inox và thép mạ kẽm. Quạt thông gió hiệu suất cao với cánh POM có độ cách điện tốt, chịu được nhiệt độ liên tục từ âm 40 độ C tới 110 độ C. Sử dụng motor hiệu suất cao Fushini sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, động cơ bền khi vận hành trong thời gian dài, liên tục. Hiện nay động cơ được bảo hành tới 18 tháng, gấp 1,5 lần thời gian bảo hành của đa phần các loại quạt thương hiệu khác trên thị trường. Quạt thông gió công nghiệp 100% inox. Lưu lượng gió đạt 48.000 m3 trên giờ. Quạt thông gió 100% inox với khung quạt, bộ bảo vệ quạt, cửa chớp, cửa lưới, cánh quạt được chế tạo bằng inox 430. Cánh quạt làm từ inox giúp tăng độ bền của cánh, tránh được hiện tượng nứt, gãy, cong vênh, bóp méo sau thời gian sử dụng ngắn khi quạt phải hoạt động liên tục, đặc biệt là hiện tượng ăn mòn từ các môi trường có tính axit cao hơn bình thường. Sử dụng động cơ Siemens, thương hiệu động cơ nổi tiếng từ Đức, giúp quạt hoạt động bền bỉ, mạnh mẽ, tiết kiệm nhiều chi phí về bảo dưỡng, điện năng tiêu thụ. Với mỗi trang trại chăn nuôi diện tích khác nhau sẽ cần số lượng quạt, công suất khác nhau để đảm bảo quá trình vận hành làm sạch không khí được tốt nhất. Bà con chăn nuôi cần tư vấn hãy liên hệ số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc comment bên dưới video để được tư vấn lựa chọn được dòng quạt, công suất quạt phù hợp với trang trại của bà con. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video khác.